Mít Lâm Audio xin mến chào anh em. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu anh em cái một bộ dàn xây đại của em mới về. Đó là cái bộ dàn Pioneer X640. Thì cái này là bộ này, bộ máy này là tất cả đồng bộ 5 thớt đều 640 nha anh em. Thì đi kèm với cái bộ này là cặp loa loa 7 Pioneer 750 zin nguyên bản nha anh em. Hay loa 750 zin nguyên bản đẹp góc cạnh. Đây máy cũng đẹp góc cạnh nha. Bộ này phải nói là còn đẹp góc cạnh hết. Này khoảng 85-90% nha anh em. Còn đẹp. Mặt tiền sáng đẹp nha anh em. Đây. Không có móp méo gì hết trơn nha anh em. Không có mẻ nở gì hết. Đẹp. Đây mặt tiền đều đẹp hết nha. Đây. Thì cái bộ máy này thì đồng bộ tất cả các chức năng đều hoạt động tốt. CD băng. Băng còn hát rất là hay nha anh em. Hoạt động tốt. Auto rewind tốt nha anh em. Đấy, cái chức năng là chạy tốt hết, CD chạy tốt. Và công suất của âm ly của nó là 135W nha anh em. Công suất âm ly 135W. Thì con này thì khỏi nói rồi, chất âm của nó thì em đã giới thiệu nhiều rồi, chất âm của nó là khá hay. Pioneer, dòng Pioneer chất âm là khỏi chê, khá hay. Đấy, đèn này, đèn EQ laser, EQ rất nhảy, rất là đẹp. Thì công suất cặp loa là 100W trên một loa. 100W trên một loa, ba đường tiến nha anh em. Bass 27. Đây con này là bass 27 3 đường tiến. Công suất 100W một loa. Thì tất cả đều zin hết. Mà ba loa đều zin hết, màng zin, viền zin nha anh em. Đấy, cái mà niềng các cái viền loa nè. Còn rất là sáng nha anh em, không có chạy xước mà cũng không có móp méo hoặc là hen gỉ gì nha anh em, còn rất là đẹp nha anh em. Đấy, thì loa máy thì góc cạnh hết, đẹp hết. Đây, anh em xem. Thì cái kích thước của nó, chiều ngang của nó là 1 mét. 1 mét nha anh em. Chiều cao của loa là 56 nha anh em. Đấy, chiều cao của loa là 56. Và cái chiều sâu của cục vàng nó là 32 nha anh em. Đấy, xây đại ngang 1 mét nha anh em. Đấy, chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Đấy. Đây cho anh em xem phía sau luôn. Đây, phía sau rồi đẹp hết nha anh em. Đấy, loa máy này. Đây. Máy đều đẹp nha anh em. Con máy đều góc cạnh hết đẹp, không có sức mẻ nở gì đâu nha anh em, còn rất là ok, rất là đẹp nha anh em. Đấy, góc cạnh rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đấy. Thì lo thì ế căng đầy đủ. Đây ế căng lo của đây, anh em xem, đây ế căng đầy đủ nha anh em. Ế căng đẹp đầy đủ. Đấy. Chức năng hoàn hảo hết. Dòng này thì em đã giới thiệu nhiều rồi, chất âm anh em cũng biết rồi, khá hay. Hay đánh rất là hay, nhạc nào mình chơi cũng được, nhạc vàng trữ tình, nhạc gì nặng nhẹ gì chơi cũng được hết. Đấy, bass nó bass 27 đánh thoải mái, bass rất là lực. Chức năng là hoàn hảo hết. Bây giờ em sẽ test cái chức năng cho anh em nha. Thì chức năng là chạy hoàn hảo hết. Thì em chỉ test tham khảo cho anh em thôi. Chất âm ở ngoài thực tế thì anh em nghe anh em sẽ biết nó hay. Đấy. Trên đây thì mình chỉ test tham khảo thôi. Bây giờ em sẽ test cho anh em nghe CD nha. Đây, em test cho anh em nha. Chức năng đều chạy tốt, đèn đuốc đều chạy tốt hết nha nè. Đấy, anh em cùng nghe nha. Chạy tốt hết. Một rừng hoa.
Đấy, chất âm thì tuyệt vời. Đấy. Chất âm thì anh em là khỏi chê. Đấy, bass chép đánh là khỏi chê nha anh em. Rất là hay. Thực tế ngoài thì nghe là rất là hay hơn. Thì giờ em sẽ cho anh em nghe cái băng cassette nha. Băng này chạy tốt hết. Rồi, anh em nghe nha. Phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi, thu thiên tha. Ôi người vì ta. Ok anh em, đấy bên này hát tốt rồi. Để thử tiếp bên này cho anh em nha. Ô tô rồi quẹt rồi chạy tốt nha. Vì ta. Còn gì sâu trong tâm tư mắt lệ mà quên dư âm xưa một vầng trăng vỡ đã thay không theo nhau cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau hết rồi. Thật rồi.